quý vị, như vậy là cơn bão số 9 đang càn quét các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và phía Bắc Tây Nguyên với gió bão mạnh tới cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Đây là thời điểm bão số 9 còn gây ra rất nhiều nguy hiểm cho người dân. Và một lần nữa xin nhắc lại với quý vị là tuyệt đối không ra khỏi khu vực an toàn khi bão đang đổ bộ. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào và sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Do ảnh hưởng của bão trên đất liền, nên các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế cho tới Bình Định có gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12. Riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngoài gió mạnh thì ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 cho đến 400mm cả đợt. Phía Bắc Tây Nguyên là 150 đến 250mm cả đợt. Từ ngày 28 đến 31 tháng 10, khu vực từ Nghệ An cho tới Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm cả đợt. Riêng tại Nam Nghệ An và Hà Tĩnh thì có lượng mưa phổ biến từ 500 đến 700mm. Người dân đề phòng lũ lên trên các sông, sạt lở đất đá vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Với thành phố Đà Nẵng, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9, thì từ sáng tới giờ trời có mưa nhiều và gió đã mạnh dần, sẽ còn kéo dài cho tới chiều tối nay. Người dân vẫn cần chủ động cho công tác phòng chống bão, không được chủ quan để giảm thiểu thiệt hại. Nhiệt độ ngày hôm nay giảm mạnh với mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng khoảng 27 độ. Với các tỉnh phía Nam, mưa cũng có xu hướng gia tăng trong hôm nay, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng có tố lốc trong cơn dông và nhiệt độ tại đây phổ biến ở dưới mức 32 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay trời nhiều mây và có mưa rải rác, tập trung nhiều vào chiều tối. Quý vị khi lưu thông nên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt bởi những cơn mưa rào bất chợt. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay chỉ đạt khoảng 30-31 độ, còn về tối giảm về mức 26 độ, thời tiết dịu mát. Quay trở lại các tỉnh thành phía Bắc nước ta, tại đây trời phổ biến ít mưa và có nắng vào trưa chiều với mức nhiệt độ cao nhất ở mức là 26 cho đến 29 độ, có nơi đạt mức 30 độ. Sau đó từ chiều tối mưa xuất hiện rải rác, tập trung ở các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Với thủ đô Hà Nội, từ sáng tới giờ trời tạnh ráo và có nắng yếu, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay có thể chạm mức 30 độ. Sau đó, từ chiều tối và đêm, trời chuyển nhiều mây hơn và có lúc có mưa, nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhanh, trời chuyển lạnh về tối với nhiệt độ ở khoảng 23 độ. Khép lại bản tin thời tiết trưa nay sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.